Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Nhiều gia đình Nghệ An có con em đi ăn lo lắng sau vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với đợt triều cường cuối tháng 10. Hai mẹ con thương vong khi xe máy của họ va chạm với xe tải. Liên quan đến vụ việc 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container ở nước Anh, hôm qua nhiều gia đình tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có con đi Anh đang rất lo lắng. Họ đang chờ trông tin tức từ cơ quan chức năng khi con em mình bị mất liên lạc từ nhiều ngày qua. Con trai ông Nguyễn Đình Sắc, xã Đô Thành, sau khi vay tiền ngân hàng đã sang làm việc tại Đức. Đến chiều tối ngày 25 tháng 10, gia đình ông Sắc nhận tin anh Nguyễn Đình Tứ, sinh năm 1993, đã theo xe hàng rời nước Đức để đến Anh. Đi một chuyến xe đó là 39-40 người mà chết đi còn sống được ra 3 người thì mình còn hy vọng. Nhưng mà theo người thân ở bên đây báo về là cùng đi chuyến xe nữa mà chuyến xe đi chết cả, không còn ai sống. Đó là tuyệt vọng. Hiện tại thì gia đình chưa có thông tin gì về con cả. Gia đình đang mong muốn các cái cơ quan chức năng cố gắng là giúp đỡ gia đình để tìm cái thông tin của cháu. Cùng với anh Tứ, anh Hà, tại xã Đô Thành còn có chị Bùi Thị Nhung sinh năm 2000 cũng mất thông tin liên lạc khi đi Anh. Hiện dù chưa có thông tin chính thức về danh tính nạn nhân tử vong tại Anh, song các gia đình có con em đã thông báo về kế hoạch sang nước này và bị mất liên lạc, đều mong ngóng thông tin mới nhất. Trước mắt, đại diện nhóm các gia đình này đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, cung cấp hình ảnh chứng minh nhân dân để nhận dạng con em mình. Cảnh sát Anh cho biết đang tiến hành khám nghiệm tử thi, dự kiến quy trình xác minh và nhận dạng danh tính này sẽ kéo dài khoảng một tuần. Cảnh sát hạt Essex cho biết theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân. Quy trình này không dựa trên hình ảnh, do đó cần có thời gian. Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã đến hiện trường làm việc với cảnh sát và cơ quan chính quyền sở tại nhằm tìm hiểu và chuyển tiếp thông tin của các gia đình người Việt Nam có người thân bị mất tích trong thời gian xảy ra vụ việc. Đường dây nóng của sứ quán cũng được mở liên tục để tiếp nhận thông tin của các gia đình có quan tâm. Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 tại các trạm An Phú và trạm Nhà Bè với các mức lần lượt là 1m70 và 1m75. Trước tình hình đó, thì các quận huyện trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị tất cả mọi phương án chống ngập để tránh triều cường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cách đây không lâu, tại tuyến bờ kè phường 15, quận 8 đã xảy ra vỡ đê gây ngập nặng cả khu vực. Triều tháng 10 này, anh em đã cho đổ đất trong và ngoài và những cái chỗ nào có hầm ếch là cho chắn bê tông lại. Những cái bờ kè mà chỗ nào thấp nó quặn mà khi mà nước cao nó tràn qua là cũng anh em cho xây lên 2-3 lớp gạch nữa để cho nó đảm bảo không có nước tràn vô. Còn tại khu vực bờ kè thuộc phường An Phú Đông, quận 12, các phương án dự phòng nhằm giảm thiểu mức thiệt hại cũng đã được thực hiện. Phối hợp với các cái lực lượng như là công ty khai thác thủy lợi là hiện nay là tất cả các máy bơm thang thiết bị là chuẩn bị sẵn sàng, rồi đang chuẩn bị cát và các bao cát để vô các cái bao cát để tấn và mình chúng ta sẽ thực hiện trước khi cái đợt triều cường xảy ra. Cùng lúc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành nghiên cứu, ra soát tổng thể quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố. Các giải pháp công trình và phi công trình cũng đã được đề xuất cụ thể. Anh Nguyễn Văn Sơn tại tỉnh Ninh Bình là người đầu tiên tại Việt Nam bị mắc căn bệnh người cây mà đến nay vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hữu hiệu nhất. Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình bệnh nhân. Được biết từ khi lên 2 tuổi, anh Sơn đã mắc căn bệnh này. Gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi vẫn không có kết quả. Tắm giặt cơm nước thì toàn có nhờ chứ còn có làm được cái việc gì đâu. Lúc nó dở dời là nó đau. Đau là nhiều khi đêm mà không ngủ được thì nó cắn nó rứt. Một cái bệnh mà nó hiểm nghèo, không chữa trị được, hiện tại rất là khó khăn. Thì anh em bệnh viện cũng tổ chức một cái chuyến lên để thăm. Tại buổi thăm hỏi và tặng quà, thành viên trong đoàn đã ghi nhận những biểu hiện lâm sàng của căn bệnh lạ. Thì chúng tôi đã đến thăm, đồng thời là vận động các nhà hảo tâm để có cái tặng quà để giúp đỡ gia đình anh Sơn
vượt qua khó khăn để có một phần kinh phí để chạy chữa thuốc men. Chia sẻ với những khó khăn và đau đớn của anh Sơn và gia đình, gần đây Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã thông tin đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên ngành tuyến trung ương nhằm tìm kiếm cơ hội cứu chữa cho anh. Vụ việc của Asanjo đã được chuyển sang cơ quan điều tra do hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm. Do đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bỏ một phần quyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần tập đoàn Asanjo xuống còn hơn 47,6 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng so với quyết định xử phạt cũ. Cụ thể, cơ quan thuế hủy bỏ khoản phạt 1,5 lần thuế giá trị gia tăng VAT với số tiền tương ứng là 6,29 tỷ đồng đối với hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng trốn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Ngoài ra, Cục Thuế cũng hủy bỏ khoản phạt tương tự với thuế tiêu thụ đặc biệt có giá trị tương ứng gần 14,68 tỷ đồng. Lý do hủy bỏ một phần quyết định xử phạt là do Asanjo có hành vi vi phạm dấu hiệu tội phạm đã được Cục Thuế thành phố chuyển qua cơ quan điều tra để tiến hành tố tụng theo quy định. Sau đó, tòa án sẽ quyết định mức xử phạt theo quy định của luật hình sự. Điều này nhằm đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt hai lần. Người tiêu dùng trong nước đang đề cao các tiêu chí tiết kiệm và môi trường. Xu hướng này có thể nhận ra tại Vietnam Motor Show 2019, triển lãm xe ô tô lớn nhất nước thu hút 15 thương hiệu xe hơi tham dự. Trong tình hình đời sống kinh tế nhiều biến động, xăng dầu liên tục tăng giá, nhiều loại thuế phí, buộc người tiêu dùng cân nhắc những mẫu xe đáp ứng cả các tiêu chí đẹp, bền, sạch, lẫn vừa túi tiền. Một trong các yếu tố để quyết định còn có tình hình đi lại khó khăn và việc hạn chế bãi đậu xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó nhỏ gọn, tại vì đường xá chật hẹp, đó, kiếm cái chỗ đậu rất là khó, tiết kiệm nhiên liệu. Tiêu chí môi trường được đề cao tại triển lãm năm nay với nhiều mẫu xe điện và xe sử dụng động cơ hỗn hợp hybrid thân thiện với môi trường. Nhà nước phải tham gia vào cái hệ thống cung ứng đó, nó phải có. Thì cái đó nó mới là một cái sự đột phá được và xe điện mới thực sự là có thể vào được Việt Nam. Thân thiện môi trường cũng là xu hướng chung của thị trường ô tô thế giới, phù hợp với cuộc sống trong tương lai. Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào chiều qua tại chợ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Công an quận 11 lập biên bản cơ sở kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trở lại chương trình, thưa quý vị, chiều qua giao thông tại khu vực cầu Phú Cường, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải. Tai nạn đã làm một người chết, một người nguy kịch. Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người phụ nữ đi xe máy mang bảng số 59Y1-12105 chở theo mẹ lưu thông trên đường DT8 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Khi xe lưu thông đến cầu Phú Cường thì va chạm với xe tải bảng số 70C-03179. Hậu quả cả hai mẹ con ngã xuống đường và bị xe tải cán trúng. Người mẹ tử vong tại chỗ, còn người con gái được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông huyện Củ Chi đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 26 tháng 10 tại chợ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Rất may vụ việc không gây thiệt hại nhân mạng. Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy thị trấn Sông Đốc và huyện Trần Văn Thời đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh cũng điều 3 xe cứu hỏa đến tiếp ứng. Đến khoảng 19 giờ, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu của địa phương, vụ cháy gây ảnh hưởng 16 quầy mua bán quần áo may sẵn, tạp hóa và dịch vụ ăn uống của 10 tiểu thương. Hiện lãnh đạo huyện Trần Văn Thời chỉ đạo cho công an huyện kết hợp với thị trấn Sông Đốc bảo vệ hiện trường và tài sản của người dân, chờ các ngành chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Qua quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ 10 đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 5 đối tượng đã bị bắt quả tang tại một quán net ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, nơi nhóm thường tập trung để giở trò lừa đảo. Khi trinh sát hình sự đột kích vào quán, đã bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng các tài khoản mạng xã hội để tổ chức trò chơi trúng thưởng iPhone X. Sau khi dụ được nạn nhân tham gia, các đối tượng nhắn tin yêu cầu gửi tiền lệ phí vào tài khoản ngân hàng hoặc gửi thẻ cào điện thoại để trao thưởng, nhưng đây là hành vi lừa đảo. Qua đấu tranh truy xét, công an thành phố Quy Nhơn đã bắt giữ thêm 5 đối tượng khác thuộc nhóm lừa đảo trên. Tính đến thời điểm bị bắt,
nhóm đối tượng trên đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Trên tuyến quốc lộ 54 đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hàng chục nắp cống đã được ghi nhận hư hỏng. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, gây bức xúc cho người dân địa phương. Theo người dân, sau thời gian xuống cấp nghiêm trọng, đoạn đường này đã được đơn vị quản lý nâng cấp. Tuy nhiên, hoàn thành chưa được bao lâu thì hàng chục nắp cống hai bên đường bị bể, tạo thành những chiếc hố gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện. Để cảnh báo, người dân phải tự cắm những vật tạm bằng cây hoặc bao cát. Tuy nhiên, không ít vụ tai nạn vẫn xảy ra do bất cẩn bị lọt xuống cống. Thì đi thì mình cứ lé qua lé lại vậy thôi, người ta tránh vậy chứ giờ biết làm sao nữa. Có người là thò chân xuống đó là bị rớt xuống đó một lần rồi. Rất là nguy hiểm. Là chỗ là địa phương thì cũng có phản ánh lại với là chỗ chủ đầu tư cũng như đơn vị quản lý là chỗ chia cục 4. Thì mỗi lần phản ánh thì cũng có xuống sửa chữa, tuy nhiên là sửa chữa rồi thì nó lại hư chỗ khác. Chính quyền địa phương đã kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải khắc phục sự cố trên, sớm chỉ đạo sửa chữa thay thế các nắp cống bị hư hỏng. Việc này sẽ tạo điều kiện cho người dân lưu thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chiều qua, nhà hàng Sky Garden BBQ and Craft Beer nằm trên sân thượng tòa nhà Liên đoàn Lao động quận 11, số 622 Lạc Long Quân, quận 11, đã bị lập biên bản về việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin từ Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 600 kg thực phẩm bao gồm nguyên liệu gia vị, dùng cho chế biến món ăn không có nhãn mác và không hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản đối với công ty Sky Garden các hành vi như không giấy đăng ký kinh doanh, vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không trang bị thùng rác tại khu vực chế biến đúng quy định, bảo quản thực phẩm sống và thực phẩm chính chung một tủ đông, khu vực bếp không đảm bảo điều kiện vệ sinh, vân vân. Cơ quan chức năng quận 11 đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm giám định và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị triển khai thí điểm quy trình xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh, còn gọi là phạt nguội. Được biết, mặc dù thành phố đã triển khai, nhưng do chưa có quy định cụ thể, công tác buộc chấp hành đối với các trường hợp vi phạm qua hình ảnh gặp rất nhiều khó khăn. Hiệu quả xử lý vi phạm thấp, chỉ đạt 20%. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị phạt nguội theo 6 bước: ghi hình ảnh vi phạm, trích xuất hình ảnh vi phạm, lập hồ sơ vi phạm, in và thông báo gửi, làm việc và lập biên bản vi phạm, cập nhật kết quả và kết thúc hồ sơ. Đề xuất được đưa ra trên cơ sở thực tế từ nhiều năm phạt nguội qua hình ảnh. Nếu mà chúng ta mà ban hành được cái quy trình xử phạt đúng hợp lý, rồi chúng ta có được cái thông tư nghị định 46 mà tốt, thì tôi bảo đảm các đồng chí là sắp tới ha. Tỉnh nào, địa phương nào cũng sẽ hình thành đến các cái trung tâm hết. Và như thế là tôi nói là phạt đúng người, đúng tội và hết sức là tâm phục khẩu phục và văn minh hiện đại luôn. Với việc tới đây sửa đổi nghị định 46, hy vọng việc xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh sẽ không còn bị xem nhẹ. Thông tin cập nhật, tối qua một chiếc ô tô mất lái đã lao thẳng lên vòng xoay lớn ngay giữa trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân là do tài xế điều khiển xe trong tình trạng say rượu. Vào khoảng 22 giờ, xe ô tô bán tải do tài xế Đặng Văn Hưng ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến vòng xoay lớn ngã tư thành phố Đồng Xoài, do điều khiển xe trong tình trạng say rượu, tài xế không làm chủ được tay lái, nhấn ga xe lao thẳng bay lên vòng xoay, tông hư hỏng nhiều công trình và hút văng hai chậu cây xanh văng xa hàng chục mét. Sau đó, ô tô tiếp tục lao xuống lòng đường và chỉ dừng lại khi đã phóng sang làn đường đối diện. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện nào lưu thông phía trước nên không gây thiệt hại về xe. Tài xế và một người ngồi trên xe bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, cả hai được lực lượng chức năng kiểm tra nhanh nồng độ cồn. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của hai người này vượt quá mức cho phép. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.